Rồi, hello, xin chào các bạn nha. Bữa nay mình xin chia sẻ là một cái chất mà rất là nguy hiểm mà mọi người không ai biết, nhất là ở Việt Nam. Và bởi vì ở Việt Nam, theo như mình biết á, là người ta biết nhưng mà người ta phải sống chung với nó, bởi vì người ta không có chọn lựa. Thì tại vì hôm kia mình có đi làm, đi ngang qua mình thấy cảnh sát với lại chữa lửa chặn một nhà Việt Nam, nên mình thấy vậy mình mới nảy ra cái ý là làm cái chất về cái miếng này cho các bạn nào mà chưa biết á, thì tìm hiểu thêm nha. Thì cái miếng này á, ở đây người ta kêu là phyro, ở Việt Nam á, gọi là ton xi măng. Thì bên trong cái miếng này á, nó có chất asbestos, những miếng cũ thôi nha. Cái miếng mình hiện giờ đang cầm á, là không có, nhưng mà cái miếng trong cái bao ni lông mình bỏ trong cái bao ni lông là có. Đó là lý do tại sao mình phải đeo bao tay và đeo cái khẩu trang để đừng cho hít phải cái bụi đó. Còn ở Mỹ, ở Canada thì mình không biết, mà nhưng theo ở Úc với lại Tân Cà Lan á, thì là khoảng 20 năm rồi, khoảng 20 năm đổ trở về đây á, thì người ta không còn dùng những cái miếng ton xi măng mà có chất asbestos nữa, mà người ta dùng những cái miếng mới như cái miếng này đây. Thì là cái miếng này nó không có chất asbestos, vì vậy nên không sao. Nhưng mà mình muốn chia sẻ các bạn á, là chia sẻ các bạn là cái miếng mà có chất asbestos là cái miếng này đây. Bây giờ mình để cái camera gần rồi mình quay cho các bạn xem nhé. Đối với lại những người mà bình thường mà không có đi làm về, không có liên quan tới về xây cất nhà cửa đó, thì người ta nhìn hai cái miếng này á thì nó giống nhau y hệt, nó không có khác nhau cái gì hết á. Chẳng qua là cái miếng này á, là có chất asbestos, ở Việt Nam kêu là aminhăng thì phải. Còn cái miếng này á thì là không có. Miếng này, cái miếng cũ của hồi xưa thì là nó rất là chắc nha. Mình phải công nhận là rất là chắc. Ngay cả khoan hay là mình khoan cái lỗ, hoặc là muốn vùi cái lỗ hoặc là bẻ gãy á, nó cũng khó hơn là cái miếng này. Cái miếng mới sau này á, nó chỉ là toàn là những giấy ép, và cái nó cho một mớ keo, mớ hồ gì vô đó. Nên để ngoài mưa một thời gian thì nó rất là mềm, các bạn có thể bẻ gãy. Đó. Lúc còn mới cũng vậy, lúc còn mới thì bẻ hơi cứng hơn một chút xíu đó. Bẻ chỗ này gãy chỗ kia. Thì cái này á, là không có asbestos. Còn cái này có asbestos. Thì nếu mà muốn mà nhìn á, làm sao mà biết có không phải ở trong nghề á, thì là muốn nhìn vô làm sao mà biết có asbestos hay là không có asbestos. Các bạn nhìn kỹ nha. Mặt này các bạn sẽ không có thấy những cái đường gân vuông 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 nha. Các bạn sẽ không có thấy cái này, nó sẽ có, nếu mà nhìn kỹ nè, nó sẽ có những cái đường giống như những cái miếng lưới vậy đó, đường cái lỗ caro. Thì nó là một mặt láng, tại vì cái này là do cái nhà cũ người ta tháo ra, mình qua mình mượn rồi một lát mình đem trở về vị trí cũ. Thì mình có coi những cái video mà ở Việt Nam, của các bạn ở Việt Nam á, người ta quay á, mình vô tình mình thấy ở Việt Nam không biết bẻ những cái miếng này nè, bỏ gãi gác ở ngoài đường á, hoặc là người ta lấy người ta dừng vách, hoặc là bỏ ở trên đường đi. Thì cái chất này rất là độc nha. Nếu mà mình mà sống chung với nó một thời gian đó, mình được một cái vé đi miễn phí gặp ông bà, mà mình cũng không biết lý do là tại sao. Bởi vì cái này rất là độc. Thì khoảng trên 20 năm rồi đổ lại, thì Úc cấm không cho xài những cái miếng này nữa, mà phải xài những cái miếng như vậy đây. Thì cái miếng này á, muốn biết á, nó có asbestos hay không á, thì thường thường mà mình đi làm chung với nó thì mình mới biết. Thì là cái chất này á, là khi mà bẻ ra, thì ở những cái cạnh mà mình bẻ ra như vậy đây, nó có những cái sợ. Còn cái miếng này nó lại không có. Còn cái miếng này có nha. Mình chỉ nói vậy thôi chứ mình không có bẻ, tại vì bẻ một lát bụi nó bay tùm lum mà. Vì vậy nên á, các bạn hạn chế, nếu mà các bạn ở Việt Nam á, hạn chế, đừng có tiếc, và không nên dùng lại một khi tháo ra đó, thì cũng không có nên lót đường đi hoặc là lấy che chắn chỗ này chỗ kia. Và khi mà nếu mà có khoan lỗ hay đóng đinh gì đó, thì ở đây mình cũng có một cái cách mình xin chia sẻ với các bạn luôn. Đó là cái cách của mình làm. Tại vì đó,
đối với nhà mới thì người ta dùng những cái miếng này, những cái miếng mới, nhưng mà những cái nhà cũ á, người ta chỉ giống như muốn sửa sang lại thôi mà người ta không có lột ra đi đó. Nên mỗi khi mà mình làm mà mình muốn giống như khoan cái lỗ hoặc là đóng cái đinh á, thì mình làm bằng cách này. Mình xé cái miếng băng keo ra, bắt đầu mình mới dán nó lên đây ha. Đó. Rồi mình mới bắn, mình mới khoan một cái lỗ hay là cái gì đây. Nếu mà muốn khoan cái lỗ to thì mình dán nó nhiều, mình dán nó nhiều một chút. Đó, nếu mà muốn khoan một cái lỗ to. Đấy. Và đặc biệt cái video này á, mình không có đặt quảng cáo nha. Mình để cho, mình không có đặt quảng cáo của Google để cho các bạn xem. Cái này mình muốn chia sẻ tới mọi người thôi. Thì đó, thì bây giờ các bạn muốn khoan gì đó thì khoan thẳng vô đây. Và nếu mà còn kỹ hơn nữa thì là khi mà trước khi khoan á, lấy tờ giấy lấy một xô nước hay là một thau nước gì đó tạt cho cái bức tường nó ướt đi. Khi mà mình khoan á, bụi á nó không có bay đi nha. Nó nằm, nó bám một chỗ. Và sau đó mình phải vệ sinh sạch sẽ. Đối với lại ở Úc á thì phần nhiều ai cũng biết, nhưng mà cũng có một ít người từ Việt Nam mới qua thì người ta không biết. Người ta đi lượm những cái miếng này đây, cái người ta về người ta che chắn hàng rào hay nhà cửa gì đó. Có người, có theo mình thấy có người đi lượm những cái miếng này xong rồi cái về bẻ nhỏ ra như vậy, bẻ ra theo cái hình người ta muốn. Cái người ta trồng ở Việt Nam kêu là bonsai bây giờ đó, người ta trồng những cây kiển hay này kia nọ. Cái người ta để dằn lên cái cây để rằng mà cho cái cây nó dẹp đi đó, để người ta khỏi phải cắt tỉa. Thì cái này đó vô tình nó rất là độc hại nha. Tại vì mấy chú mấy bác đó nhiều khi chưa có phân biệt ra được là cái miếng nào có asbestos hay là không có asbestos. Ngay cả những người trong nghề ở đây cũng vậy, không phải ai cũng biết. Có những cái những người mà chuyên môn mà đi đổ gác á, đổ gác mà xây dựng á, người ta mà thấy ở bên trong thùng á mà có một trong những miếng này đó là cái thùng gác, người ta không có đổ nha, dù rằng là đó là cái thùng gác xây dựng. Còn thùng gác mà ở nhà là người ta đã là tuyệt đối là người ta không đổ rồi. Chỉ có những cái thùng gác mà của xây dựng á thì người ta mới đổ. Nhưng mà người ta đổ thì người ta chỉ đổ những cái miếng mà không có asbestos thôi. Còn có asbestos người ta cũng đổ, mà nhưng mà cái giá của nó là gấp 3 gấp 4 lần. Bởi vì cái chỗ này á, là người ta phải đi thiêu hủy một cái chỗ đặc biệt. Còn cái chỗ này á, người ta chỉ vùi lấp lại thôi. Đó là luật ở Úc. Còn ở những nước khác thì mình không biết. Thì cái này á, đôi khi có những người đi đổ gác, người ta nghi ngờ, người ta không biết cái miếng nào có asbestos hay là miếng nào không có asbestos, thì người ta sẽ lấy một miếng nhỏ, người ta bẻ một miếng nhỏ hay lấy một miếng nhỏ gì đây, người ta đem tới cái chỗ mà chuyên về đổ gác của asbestos á, người ta mới đưa cho người đó, người ta thử. Người ta thử không có thì là mới được đổ, còn có đó là người ta sẽ chạc, người ta sẽ lấy tiền mắc gấp 2, gấp 3 lần. Những căn nhà mà có những cái miếng mà asbestos này đó, thường ở Úc á, là giống như từ cái nhà cũ mà người ta muốn phá sập đi, người ta xây căn nhà mới. Thì là nếu mà căn nhà mà không có asbestos này ha, người ta chỉ lấy sợi ủi, người ta cắt điện, cắt nước xong người ta lấy sợi ủi, người ta phá nguyên căn luôn. Rồi người ta bỏ lên xe xúc, người ta lấy xe xúc, người ta cạp bỏ lên xe chở đi thôi. Nhưng mà ngược lại những nhà mà có cái mấy miếng pharo cũ, nhà mà thường thường cỡ trên 20 năm trở lên á, là ở Úc có dùng những cái miếng cũ như vậy. Còn nhà mà dưới 20 năm thì người ta dùng những cái miếng mới. Những cái miếng mới này thì không có. Mà nếu mà nhà cũ mà người ta phá đi xây lại mà có những cái miếng này đó, người ta rất là kỹ nha. Trước hết là người ta phải bận đồ bảo hộ, chùm từ đầu tới cuối xuống hết cho cả nguyên người. Xong rồi sau đó người ta không có đập ra từng cái, mà người ta lấy những cây vít hay là cái khoan gì đó, người ta khoan ra từng cái. Rồi hai người mới khiêng lên từng miếng, và người thứ ba dỡ cái thùng gác đó ra, người ta bỏ nhẹ nhàng vô trong đó. Và cái khu vực đó là phải gào là hết. Người ta gào bằng cái lưới mà cho bụi nó không có bay ra được luôn. Bao xung cái miếng đất, chứ như miếng đất đó 1000 m² là người ta phải bao xung quanh là hết. Và cái thùng gác phải để bên trong vị trí đó, người ta phải chùm người lại, cái thùng gác cũng chùm lại luôn. Và người ta phải dùng cái giò nước, người ta xịt xuống. Trước khi người ta gỡ, người ta xịt nước trước. Người ta gỡ, bỏ vô miếng nào, người ta xịt nước miếng đó. Và những người này là những người phải có bằng cấp để đi gỡ những cái miếng này mới được nha. Chứ những người bình thường là không được. Chẳng hạn như
mình làm mà mình không có cái bằng này đó, mình cũng không có được đụng tới mấy cái này. Thì những người đó đó, thì thay vì một căn nhà bình thường đó, người ta phá bỏ đi đó, người ta chỉ trả khoảng chừng 10.000 thôi. Mà nhưng ngược lại những cái nhà mà có những cái miếng asbestos này á, người ta có thể là trả lên gấp 2, gấp 3 lần nha. Bởi vì không có dùng bằng xe nữa, mà người ta tất cả mọi chuyện người ta phải làm bằng tay hết. Người ta gỡ từng miếng, bỏ vô thùng, đậy nắp lại, xịt lại, và xung quanh cái chỗ đó người ta phải bao lại hết. Thì là cái này á, bụi của nó rất là độc. Mình sẽ dĩ mình nói như vậy cho các bạn biết là tại vì mình coi video ở Việt Nam, mình thấy có nhiều người không biết, và ở Việt Nam cũng không có những cái miếng tôn xi măng mới như vậy, mà người ta dùng cái miếng cũ như vậy thôi. Cái này nó là rất là độc hại. Còn riêng ở nước ngoài như ở Mỹ, ở Úc thì mình cũng xin chia sẻ luôn, thì mình có nhiều thấy nhiều các chú các bác, phần nhiều là đàn ông nha, là đàn ông lớn tuổi, thằng bà thì không có đi lượm mấy miếng này về đâu. Thấy giống như nhà người ta gỡ xong rồi người ta cũng gào lại đó, nhưng mà buổi tối cái không ai coi á, cái mấy chú mấy bác đi vô nhà, vô mấy cái thùng rác mà người ta giữ cái này nè, mới khiêng về chắc làm hàng rào để trồng cây hoặc là để che chắn làm những cái gì đó. Thì cái này á, vô tình á là mình đem cái chất độc về nhà của mình đó nha. Thì tại hôm qua hôm kia mình đi làm đi ngang, trước đó một tuần hai tuần rồi, thì mình thấy có cái ông chú đó cứ đem ra không biết lấy từ đâu ra mà chắc dài ở hàng rào á, khoan lỗ cột dây tùm lum á, làm nguyên cái hàng rào ở phía trước. Thì khoảng chừng hơn một tuần thì mình buổi chiều mình đi làm đi về, mình chạy ngang mình thấy có xe chữa lửa, có cảnh sát, có cao sồ, nhân viên hội đồng thành phố á, nó chặn lại cái khúc đó, nó tháo từng mảnh, và những người tháo cái này á, người ta bằng đồ chùm từ đầu tới cuối hết, người ta tháo từng mảnh. Thì mình nghĩ một là có thể là hội đồng thành phố người ta biết, hai là có thể là do hàng xóm người ta thấy người này á, sử dụng lại những cái miếng asbestos để bên ngoài á, nguy hiểm cho tới nhà hàng xóm, có thể là bụi bặm bay qua, nên người ta thông báo cho bên chữa lửa biết, bên chữa lửa lại người ta tháo dỡ. Và cái miếng này á, ở đây á, mình không thể lấy đem dục ra ngoài đường được nha. Chẳng hạn như bây giờ mình lấy từ ngay chỗ đang dỡ nhà bên kia, thì một lát mình phải đem qua trả trở lại, bỏ vô thùng trở lại cho người ta. Cái này mình hỏi xin đàng hoàng thì mình bỏ lại cho người ta, chứ mình không có được lấy cái miếng này đem dục qua ngoài bụi cây hay là thùng rác. Bởi vì nếu mà mình dục tầm 7 cái miếng này đó, bị phạt rất là nặng đó nha. Phải nói là bị phạt rất là nặng. Thì video tới đây mình xin chia sẻ cho các bạn biết là cái chất asbestos ở Việt Nam gọi là amiang nó độc hại như thế nào. Thì các bạn nên cẩn thận khi mà sử dụng những cái miếng này nha. Nếu mà khoan lỗ thì chịu khó dán một miếng băng keo rồi mình hãy khoan, hay là đóng đinh gì đó để đằng cho bụi nó đừng có văng ra. Và tuyệt đối là không được cầm cái miếng này bẻ gãy hay là lấy dao bẻ gãy, mà làm á phải đeo khẩu trang, đeo bao tay lại nha. Và quần áo mà nếu mà mình đi làm cho những cái miếng này đó, thì quần áo trước khi mà đi về á, mình phải lấy một cái bao như vậy đây, mình bỏ nó vô, bỏ riêng vô trong cái bao, rồi mình về mình ngâm ở ngoài hay là giặt ở ngoài á. Chứ mình không đừng có bằng nguyên bộ đồ này rồi mình nhảy lên xe mình đi về, nó rất là nguy hiểm. Và còn một cái nguy hiểm nữa thì trong những cái bảng điện á, ở đây thì nó có chất asbestos nhiều gấp mấy lần cái này luôn. Nhưng mà tại vì cái trong cái bảng điện á, thì là ít người đụng tới, là cái đó thường chỉ có thợ điện thôi. Còn cái này đó thì mình thấy hình như là ai cũng sống chung với nó mà không có biết nó nguy hiểm tới cỡ nào. Bởi vì cái này đó là cái vé mà coi như là miễn phí để đi gặp ông bà, mà người ta không biết là lý do tại sao đó là cái miếng này đây. Ok, cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Nếu các bạn thấy video này hay hay là hữu ích, hãy comment, like và share cho mình ha. Đặc biệt là share cái video này tới cho những người mà không có biết chất asbestos ở Việt Nam gọi là amiang là gì đó, thì để cho người ta biết. Chứ nếu không thì để vô tình người ta bị bệnh hít phải, người nhà nhất là trẻ em, thì các bạn có thể chia sẻ video này tới mọi người nha. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye. Đây là những cái miếng mà tôn xi măng mình vừa nói với là các bạn đây, nhưng mà những cái miếng này là những cái miếng đời mới nha. Bởi vì khoảng chừng mười mấy năm trước người ta có nói là cái chất cũ có asbestos đó, thì
lúc đó đã dở đi và mình đóng lại những cái miếng mới như vậy. Thì những cái miếng mới với lại miếng cũ đó, người bình thường sẽ nhìn vô rất là khó phân biệt. Chỉ có cách là những người làm thường đó, thì người ta mới biết thôi. Hoặc là người ta phải bẻ nó thì mới biết là những cái miếng mới này á, nó mềm hơn nha. Nó mềm hơn và nó không có những cái sợ, những cái sợ mà kêu là sợ fiberglass á. Tiếng Việt mình kêu là sợ thủy tinh thì phải. Nó không có những cái sợ đó. Còn một cách nữa là người ta muốn biết á, là người ta bẻ nó ra. Người ta bẻ ở một cái góc, chẳng hạn như người ta bẻ một cái góc này ra, thì nó, nếu mà cái miếng mà có cái chất apatot, nó có những sợi đó, người ta lấy cái hộp quẹt, người ta quẹt những cái sợi đó, mà những cái sợi đó mà không cháy đó, là người ta nói là cái miếng nó có apatot. Còn những cái mà mình bẻ ra mà nó không có sợi, nó láng giống như vậy đây, các bạn thấy, nó không có láng, người ta dùng dao người ta cắt đi thì nó cũng vẫn láng như vậy, thì là cái này là không có apatot nha. Và thường là những cái thùng mà, thùng gác mà để xây dựng á, người ta chỉ lấy những cái, đôi khi người ta cũng không lấy miếng này luôn, bởi vì người ta không có phân biệt được là cái miếng có apatot hay không có apatot. Và người ta có ghi rõ trên cái thùng là không có lấy những cái miếng ferro và apatot. Còn có những thùng thì nó chỉ ghi là không lấy apatot, thì có thể bỏ vô những cái miếng này được. Còn cái thùng gác mà ở nhà là tuyệt đối là người ta không có cho nha. Nếu mà lỡ mà mình dục cái này ngoài đường á, là bị phạt rất là nặng luôn á. Nếu mà các bạn mà nhà các bạn mà có những cái miếng ferro mà có chất apatot mà Việt Nam gọi là amiăng á, thì nếu mà mình tránh được, bỏ được thì càng tốt nha. Và nếu có làm thì hãy cẩn thận dán giấy hoặc là xịt nước, dán băng keo giấy lên để đằng mà mình khoan dùi gì đó, hoặc là mình có thể xịt nước và hạn chế bẻ gãy hoặc là cho bụi nó bay đi nha.